Cũng trong tối ngày 1 tháng 6, tại Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Đến dự và chúc mừng buổi lễ có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nhân dân tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sóc Trăng, bà Quỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã cử hành lễ niệm Phật, cầu quốc thái dân an, đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2567. Thông điệp Phật đản và nêu ý nghĩa của lễ Phật đản, đồng thời thành kính kỷ niệm 60 năm Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp chủ tự thiêu thân 1963-2023 để đấu tranh cho hòa bình dân tộc. Thông điệp cũng kêu gọi các tăng ni Phật tử noi theo hạnh nguyện Bồ Tát, tinh tấn tu tập, nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo cùng với chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Thay mặt Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức chư tôn đức tăng ni, các cấp giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công việc phụng sự nhân sinh thời gian qua. Mong tất cả đồng lòng chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ Tát tiếp tục con đường ấy, để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Bà Hồ Thị Cẩm Đào trân trọng gửi lời chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, chư vị tăng ni và Phật tử đón một mùa Phật đản hoan hỷ và an lạc. Đồng thời khẳng định hoạt động Phật sự thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp tích cực trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân Phật tử thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Qua đó cũng mong rằng các tăng ni Phật tử luôn đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả tốt đẹp đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tôi tin tưởng và mong muốn quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, động viên tăng ni Phật tử tỉnh nhà chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tạo nền tảng vững chắc cùng với các cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo, để xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch năm 2023. Trước khi dứt lời, thay mặt cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, tôi xin được chia sẻ niềm vui chung với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư cùng toàn thể quý Phật tử tỉnh nhà. Kính chúc toàn thể quý vị được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công viên mãn trong mọi công việc Phật sự và thế sự, sống tốt đời đẹp đạo, từ bi và nhân ái. Xin trân trọng cảm ơn. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố và lãnh đạo các ngành đoàn thể đã tặng hoa dâng hương mừng Đại lễ Phật Đản và cử hành nghi lễ tắm Phật.